bán đất. Thế là tao ra rồi tao bảo là mày bán này, nó bảo cái bán cho ông bên cạnh, là ông ấy bảo ông 250, ông không có tiền mua. Thế xong rồi bảo ông không có tiền mua thì để đấy cho tao mua cho. Thì nó bảo là bá mua á, mua đất giàu á. Ừ, nó bảo là con sao vậy? Bá nó mà lấy là em phải cho 250. Tao hỏi bà có tiền không mua đất giàu. Sao cho bà chẳng có tiền chẳng em hỏi tiền vay để giả nợ cho anh trai, chị bảo không có tiền, bây giờ là chị vì sao lại chị mua đất em? Tao bảo là cứ đặt cọc cho nó 20 triệu, xong rồi đến mai là có bia đỏ thì là nó sang tên cho mình nữa. Thôi em không biết đâu, em không bán đâu mà sang tên. Bà không để mẹ nói, bà để tôi nói tí là vì sao? Bây giờ là tận thương với thằng Khánh, đồng hành cho năm em đi hay hai mẹ con của nó bây giờ vay bán tìm khoảng 200 triệu rồi. Mà bây giờ lấy sổ làm sao mà bán đưa cho được? Bá tỉnh không bao giờ có sổ cho con thương. Con không bán đất mà bà chuyển, bá ơi chuyển nhượng là nó hơi khó khăn cho bá. Làm gì vậy? Tao có Facebook phải. Khánh à? Bà? Bà? Bà làm gì? Mẹ mày đâu? Bà hôm nay vậy? Xóm cho bà lên em gì vậy? Bà lên bảo mẹ mày ấy đưa bìa đỏ cho bà mang về cho bố mày sáng bà. Ôi thôi thôi bà đừng nhắc cái chuyện bìa đỏ cháu nữa, bà về đi. Thôi thôi, bà không nhắc chuyện bìa đỏ cháu, mẹ tao không ở nhà mày đâu. Trẻ con tao không nói chuyện mày, tao gọi mẹ mày về đây tao bảo. Không không không, mẹ tao không ở nhà, đi bán không? Bán đất là bà mua đất của bố mày đấy. Nên giờ tao bơ lên tao bảo mẹ mày lấy bìa đỏ bà. Mẹ bà ơi. Bà ấy bảo đất cát sổ đỏ cái gì này, mẹ xem. Thì sáng bố nó bảo là nó bán đất. Thì là tao mới ra rồi tao bảo là mày bán này, nó bảo cái bán cho ông bên cạnh, là ông ấy bảo ông 250, ông không có tiền mua. Thì xong rồi bảo ông không có tiền mua thì để đấy cho tao mua cho. Thì nó bảo là bà mua á, mua đất giàu á. Ừ, nó bảo là con sao vậy? Bà nó mà lấy là em phải cho 250. Tao hỏi bà có tiền không mua đất giàu. Sao cho bà chẳng có tiền chẳng em hỏi tiền vay để giả nợ cho anh trai, chị bảo không có tiền, bây giờ là chị vì sao lại chị mua đất em? Mai tôi lấy nó mới người chẳng có tiền. Nhưng mà chị nhắn tin đi khoe cho mẹ con thì biết à. Nhưng mà sáng là bố nó bảo là bán cho bà là 5 mét rồi, bà đặt cọc rồi, bây giờ là lên kia là cọc tiền cho bùi cháu á. Ừ, lên bảo mua thì về nhà nói chuyện. Nếu mà mua bùi cháu về nhà cháu không ở đây, đi về đi về. Không, không ai đâu. Đi là chị mua thì về nhà nói chuyện với ngay. Nhưng mà bố mày bảo phải lên bảo mẹ con mày đưa cái bìa đỏ đấy để cầm về để sang tên bìa đỏ nhá, chị không có quyền đòi, em đã bảo rồi, đi giờ em đưa chị tỉnh em, chị tỉnh cho em vay tất cả trước mai 200 triệu, cho chị cứ mang 200 triệu lên đưa chị tỉnh mà lấy sổ đỏ về. Không, nếu mà mày không đưa sổ đỏ về thì ấy bố nó bán là bố bảo cái nó không lấy được bìa đỏ thì là bố nó viết cho cái viết tay còn em... tao sáng là tao đặt cọc cho 20 triệu rồi còn nếu mà chị đưa tiền cho anh khai 20 triệu rồi á, bà đưa tiền nó bùi đỏ á. Thì là em bảo mình nó bảo đưa cho vay chứ không cho vay, là tự dưng chị đưa tiền cho bố em làm gì, à bố nó làm gì? Tiền đặt cọc cho bố nó để cho bố nó đi giả cái chỗ nào thì bố nó ở vậy. Còn bây giờ không có giả dùng gì hết, em không bán. Mai không bán được ông để ông mua đất em đã không bán rồi, em bảo đừng ở đấy nữa rồi. Thôi bà đi về đi, bà đi về, cháu không buôn bán gì đâu. Không, bán cho cháu không bán cho bà, bán cả bán người khác cháu không bán cho bà. Tao không nói chuyện mày. Con bà Nga lên là có việc gì để bà? Đấy, đã bảo lên mẹ bảo mẹ con nó lấy cái bìa đỏ bên ba tỉnh để mang về cho ấy cho bố nó để bố nó bán cho cháu mất đi mấy mét đất mà. Bán cháu mấy mét đất bây giờ anh khai như vậy. Bây giờ là nói với bà là anh khai đang thì như vậy. Mà bà sao bà lại mua đất nhà nó? Bà lại mua đất của anh này. Bà ơi, bà ơi, khổ bà ơi. Nó bây giờ là nó cần nợ nhiều thì thôi thì bảo là nó bán bớt mấy mét để nó trả nợ, nhưng mà nó bán cho người ngoài thì cháu nghe nó tiếc thì cháu lại ra cháu hỏi lại với cái người bên cạnh, họ mua họ cũng chả có tiền một cục ngay, là họ bảo họ không mua thì cháu bảo cháu mua rồi đưa tiền cho nó giả bớt nợ đi, nhưng mà nó bảo là bìa đỏ bây giờ mẹ con nó gần ở trên nhà bá tỉnh bảo vậy thì lên lấy về để mà bán cho tao bằng nào thì bán, thì để có bìa đỏ đo đạc cho nó cẩn thận đấy. Tôi nghe rồi, bà này tôi nói tí, bây giờ là chuyện đất cát là của hai đứa chúng nó, ngày xưa ông bà nội cho bán làm thế nào, bây giờ các cháu nó lấy nhau sinh con đẻ cái mà là như bây giờ thì nói thật với bá, mà nếu mà như con nhà người ta ấy là nó lấy vợ rồi đấy bá. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì đứa thì học hành, đứa thì chưa có mẹ, thằng nghèo chưa có tiền, nên là chúng nó cần đi làm. Mà bây giờ có một tí đất mà anh ấy lại dở ra anh ấy bán, mà lại không bán được cho ai mà lại bán cho bá,
thì con là người đến mua con không cho bán ấy, cả đừng đến nữa ấy. Tôi nghe rắc rối lắm bà, đi trong lòng thương em thật nhưng mà đi là thương trong chúng đấy bà. Đấy đi chào bà mua, thằng ba đưa tiền cho thằng Khai, đưa tiền cho anh Khai thì không biết là chỗ này rồi chỗ kia lắm chỗ kia được đó là sao, chỉ đưa tiền cho Khai, đưa tiền cho anh Khai thì lúc nào mà bà lấy được chứ. Sáng thì nó bảo là đặt cọc cho nó 20 triệu, không là đến mai là có bia đỏ thì là nó sang tên cho mình nữa. Thôi em không biết đâu, em không bán đâu mà sang tên. Không, để mẹ nói, bá này tôi nói tí là vì sao? Bây giờ là tận thương với thằng Khánh, thằng Hoàng cho năm em lên hai mẹ con thì nó bây giờ vay bán tỉnh hàng 200 triệu rồi. Mà bây giờ lấy thổ làm sao mà bán đưa cho được? Bá tỉnh không bao giờ có thổ cho con thương. Con không bán đất mà. Bà chuyển, bá ơi chuyển nhượng là nó hơi khó khăn cho bá. Chuyển nhượng bán bá bảo là biết tàu giấy mấy chứ cũng được thôi, nhưng mà không để được. Là vì sao? Bây giờ thận vợ thận chồng biển đông với cả thật bè thật bạn tất cả biển đông, mà bây giờ của mẹ con thì nó là đất khoát nó không bán, thì bây giờ là mà bán với anh Khai mà để đi vào một đường, hai mẹ con thì nó đi vào một đường. Thôi mẹ nói làm gì, bây giờ chị cố lắm thôi, bây giờ chị về mua với anh Khai còn đất này em không bán, còn chị nếu mà chị có tiền đi thì giả cho anh Khai đấy, chị bảo chị mua anh Khai với chị giả tiền chúng chị tỉnh đi mà lên với sổ đỏ về đấy cô. Chị bảo chị mua hơn 200 triệu với này chị để anh Khai bán chị nhá. Mày bảo mua anh Khai gì? Thế tao về tao mua cho Khai. Thôi thì bảo nó viết trên cái tờ giấy tay tao xin mấy chữ chữ ký của anh em đấy được. Em không có còn bao giờ có, không còn chữ ký của em còn lâu chỉ biết đâu được lấy thôi. Mày tao xin mấy chữ ký của làng có là có người chứng nhận cho tao được. Chứ lần này là chứng nhận là tao mua. Nếu mà bà cọc kia cho bố cháu thì đi tìm bố cháu bà mua. Còn cháu mẹ nó không liên quan. Vậy thì tao về tao tìm bố mày tao mua. Còn bố mày tao chỉ cần nhờ mấy người hàng xóm là ký vào đây là chứ 20 triệu rồi. Công chức của bố mày đi giờ đéo. Còn 20 triệu đưa cho bố tiêu mất lúc không đòi lại được đâu. Đấy. Bây giờ cháu bảo bà đi. Ông nọ vay tiền mẹ con cháu vay lên vay tiền bà tỉnh. Với vay tiền bà Nga vào xem bà Nga xem có tiền không ạ? Để vay bà Nga để chuộc nhà báo không có. Mà bây giờ bà lại bảo có tiền nữa. Có tiền bữa đất của Khai. Bà lấy đâu ra? Ôi giời, cái bái còn bái thích mua cho bái mua một đố bái mua được không bao giờ bán con chứ không bao giờ bán. Vừa bảo cọc trước cho bố cháu rồi. Tiền thì 20 triệu rồi chứ. Cọc cho bố cháu mà tiêu mất thì thôi. Cọc 20 triệu rồi. Bố 22 là bà xem bố mới tiêu chưa? Có nó bảo giả ngay lại cho bà mới đi. Cả bố lười cho bà Nga sáng mắt rồi. Còn bà Nga bảo là xin chữ ký hàng xóm, xin ký hàng xóm để ký để bán đất. Ngay cả đất nhà cháu là mới sau rồi. Đất thì đất của nhà anh Khai thì khi thằng xóm nào dám ký cho à? Bà nói chỗ này nghe nó hơi lạ đấy. Chắc không bán không đâu. Không ai ký cho đâu, không ai người ta nhắm ký đâu, một chữ không nhắm ký. Giờ hàng xóm có tác dụng gì đâu? Chưa từng thấy ai mà như bà, cải bái, đố bái mua được. Bà ấy đưa tiền anh Khai cho mất luôn tiền của bà ấy đi. Con không thèm quan tâm đến cái đấy, cứ đưa tiền anh Khai mất luôn. Có là chỉ sợ bố đòi lên đây đòi thổ đỏ các thứ chứ còn không à? Cứ cho mất luôn.
đố bà con lấy lại tiền anh bây giờ vay bà tỉnh nhiều như vậy rồi con ạ. Làm sao mà bà đưa cho sáng nay con bảo rồi bà tỉnh ra mà đưa cho thì bà tỉnh mất tiền à. Vâng đấy. Mẹ con cho mày lăng nhau mày có thể cãi. Đây. Là mất hết tiền rồi. Thì đang bảo là không phải mang lên ngân hàng, cứ để đấy chị dồn dồn tiền thì đi buôn đi bán xem từ từ nên là. Có tiền thì bà không trong ngân hàng cứ để lại cho bà. Nên là con bị chưa mang đi, bái bảo là cứ để đấy xem từ từ xem bái dồn tiền vào thế này ấy thì là bái này cho mẹ mà nên là bà Nga bảo vậy là bà không nghe được, bà bảo không được đâu bà. Làm con kệ thôi. Không bao giờ ấy. Cứ vào mẹ vào mẹ nó có tí con mẹ vào nhà hỏi bố nào. Tí về nhà hỏi bố lúc đó. Cảm ơn mẹ.